bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy Thánh Tử Đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria và Nữ Vương các thánh tử đạo mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững vàng tin vào lời Chúa và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc thiện nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyên cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài. Ta ngợi ta ơn Chúa muôn đời vinh hiền. Amen. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta dâng thánh lễ của ngày thứ năm sau lễ tro. Chúng ta cầu cho các linh hồn Martino Vũ Thái Huy, Giuse Nguyễn Trần Thế Long, Phêrô Nguyễn Văn Toàn, Anton Nguyễn Văn Ngũ lễ dỗ, và đặc biệt linh hồn Tô Ma mới qua đời
Một gia đình xin cầu cho linh hồn Maria Lê Thị Cân và những linh hồn chúng ta cầu nguyện thường xuyên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi chúng con, vì chiếu theo bài Tin Mừng hôm nay thì chúng con hoàn toàn không làm được. Chúa bảo phải kê lưng lên vác thập giá của mình mới xứng đáng đi theo Chúa, và ai quý mạng sống của mình thì không xứng đáng. Thật sự chúng con quý mạng sống, và nhiều khi chúng con quý tất cả những gì thuộc về vật chất do mạng sống đem lại. Xin tha cho chúng con, để trong mùa chay chúng con biết lựa chọn. Lạy Chúa, mỗi lần mùa chay về, Chúa kêu gọi chúng con sám hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, chính Chúa đã làm gương bằng chay tịnh 40 đêm ngày trong hoang địa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thứ tha những chọn lựa sai lầm của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin soi lòng mở trí cho chúng con được biết những việc phải làm, và khi chúng con làm, xin Chúa thương giúp đỡ để mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều do ân sủng Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách đệ nhị luật. Môi-se nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giải bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn luận của Người, hầu anh em được sống và tăng số. Và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất mà anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe và chạy theo lầm lạc, thờ lạy và phụng sự các thần khác, thì hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ chết, không được sống trên phần đất bên kia sông Giô-đan mà anh em sẽ chiếm hữu. Hôm nay tôi xin trời đất làm chứng rằng tôi đã đề nghị với anh em về sự sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ. Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em, để anh em được ở trong đất nước mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Jacob. Đó là lời Chúa.
phục cho. Kính mời cộng đoàn cùng đọc câu đáp. Phục cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thỏa trong lề luật Chúa và suy ngẫm luật Chúa đêm ngày. Họ như cây trồng bên suối nước, chỗ sinh hoa trái đúng mùa, lá cây không bao giờ tàn úa, tất cả công việc họ làm đều thính đạt. Ôi thay người đặt niềm tin cây vào Chúa. Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vò trâu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. Ôm thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Con người sẽ phải đau khổ rất nhiều, bị các kỳ lão và thượng tế cùng các luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Chúa nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình hằng ngày mà theo tôi. Vì chưng ai muốn giữ mạng sống mình sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì tôi sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất chính mạng sống mình thì được ích gì? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào mùa chay. Hôm nay là ngày thứ hai. Lễ tro luôn luôn bắt đầu là ngày thứ nhất. Mỗi mùa phụng vụ đều trình bày cho ta biết một số nét chính yếu về Thiên Chúa và về con người. Vậy, qua các nghi thức, các lời cầu nguyện, các bài đọc, thánh thư, thánh kinh, các bài đáp ca, nhất là những bài hát phụng vụ, mùa chay, con người được trình bày như thế nào? Tôi không nói về Thiên Chúa, chỉ nói con người. Con người mà mùa chay, mà giáo hội muốn là một con người thế nào? Tôi xin trả lời phần thứ nhất liền. Đó là một con người biết trầm tư và chiêm niệm, tức là biết suy tư. Nói một cách hình tượng thì con người mùa chay là một con người luôn luôn đi và biết mình đi đâu. Là một con người hành hương. Mà khi đi hành hương, quý vị biết rồi, những nơi đi qua không phải là nơi mình sẽ ở lại. Cái đích điểm cuối cùng mới là cái nơi mình muốn đến, lòng mình hy vọng đến đó. Mà cái đích của mùa chay là lễ phục sinh. Phục sinh là một con người đứng tự do, chủ động bước ra khỏi cái chết. Cho nên qua thực tế, mình nhìn thấy phụng vụ mùa chay không ngớt lời kêu gọi hãy hoán cải, tức là thay đổi, hãy sám hối, tức là nhìn lại chính mình để thấy cái gì không đúng thì phải
cố gắng mà bỏ. Trở về là trở về với ai? Hai cái câu đó. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Tin vào tin mừng là tin vào ai? Chúa Giêsu là tin mừng. Ngài chính là tin mừng. Cho nên thay vì nói tin vào Chúa Giêsu, mình phải hiểu câu đó là hãy sám hối và tin vào Chúa Giêsu và những lời giáo huấn của Ngài. Tôi trả lời đó bởi vì cũng có người hỏi rồi. Tin vào tin mừng, cả cuốn tin mừng. Đúng, nhưng mà thực tế gom lại có hai chữ Giêsu. Cho nên mùa chay là cái mùa nhắc nhở chúng ta một cách thẳng, một cách rất là rõ ràng là phải lựa chọn. Mấy bài đọc hôm nay đều nêu lên cái sự lựa chọn, hoặc là sống hoặc chết, hoặc là thiện hoặc ác, hoặc là nhân đức hoặc tội lỗi, hoặc thánh thiện hoặc nhơ nhớp. Nhất là giữa sống và chết, giữa sáng và tối, ai dạy gì lựa cái phần tiêu cực. Vậy mà mình vẫn lựa đó. Nhớ là cuộc đời của chúng ta là một sự lựa chọn. Sống là một cuộc chiến đấu, có nghĩa là lựa chọn, hoặc thắng hoặc thua. Mà khi nói đến lựa chọn thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn tự do. Chúa cho tự do và lý trí để lựa. Chúa không ép, Chúa không nài, Chúa chỉ kiên nhẫn chờ, và Chúa muốn mình hạnh phúc. Thứ hai tuần rồi tôi vào dòng kính tiếp xúc với một bà sơ người Úc già. Tôi nói về vụ cái bài tin mừng, cái ông người cùi, ông đến ông nói với Chúa Giêsu nếu thầy muốn. Đẹp quá, bà cười, bà nói đúng, cái đó rất đẹp, là mẫu gương cho mình. Mỗi lần cầu nguyện phải nói nếu thầy muốn. Nhưng bà tiếp theo liền, cả cuộc đời tôi tin rằng tất cả những gì Chúa muốn đều tốt cho mình. Nó là một khía cạnh mà mình chưa nghĩ tới. Có khi mình nghĩ rằng Chúa sẽ tìm cách để phạt mình, Chúa sẽ tìm cách để ngăn ngừa mình, Chúa sẽ tìm cách để làm lơ. Một bà sơ già, một đời chiêm niệm, bà nói một câu rất là bình thường. Cha có biết không, tất cả những gì Chúa muốn là muốn điều tốt cho mình. Cho nên nếu mình xin điều tốt, lẽ nào Chúa từ chối? Như vậy, khi mình chiến đấu, mình biết mình có thể thua. Bài phúc âm Chúa Nhật này rất rõ. Thánh Marco nói khác các thánh sử khác. Các thánh sử khác thì nói Chúa bị cám dỗ, đói bụng, rồi hóa cục đá thành bánh, vân vân, về danh vọng, về chức quyền, vân vân. Marco không nói vậy. Mà cô nói Chúa ở 40 đêm ngày, ở với loài dã thú. Lạ ha? Chắc là có beo, cọp, sư tử, gấu rồi tới ở với Chúa. Không, đừng hiểu như vậy. Mà phải hiểu người Do Thái nói dã thú là những bản tính tự nhiên của con người, nó như dã thú vậy. Rất là hay đó. Mà cô nói rất là tinh vi. Có nghĩa là Chúa ở trong đó cùng với những bản năng tự nhiên của mình. Tiếng Việt mình thật thâm thúy. Muốn làm con người thì có chữ con trong đó. Con đây là con thú. Rồi mới tới chữ người là nhân vật. Cho nên nếu mình không tập luyện thì con thú nó ở chung với mình như Chúa Giêsu ở với loài dã thú. Nó ở chung với mình từ lúc mình sinh ra. Những bản năng rất tự nhiên mà mình không cưỡng lại được. Nó là bản năng tự nhiên, thiên phú, có nghĩa là Chúa cho. Làm sao mình chống lại khi nó mai phục trong người mình và nó đòi. Cũng nhắc lại chuyện dòng kính, cũng vui. Cũng một bà sơ già. Bà nói xin cha cầu nguyện cho chúng tôi vì chúng tôi cũng bị cám dỗ. Tôi trợn mắt, tôi nhìn bà, tôi nói làm gì vậy? Ngược lại, mấy bà phải cầu nguyện cho tụi tôi, mấy bà làm sao bị cám dỗ? Mấy bà nói chúng con thì khấn, đúng, giữ khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời, nhưng mấy cái hormone nó không có khấn.
mấy cái tuyến nội tiết trong người nó đâu có khấn, nó vẫn theo tính tự nhiên, gọi là bản năng tự nhiên. Tôi cũng giật mình, tôi về tôi nghĩ lại, hay bà giúp mình đề phòng những cái tuyến của mình nữa. Cho nên đừng có chủ quan, nói tự sức tôi sẽ chiến thắng, qua mùa chay này tôi sẽ thánh thiện. Nói khoác lác thôi. Bởi vì không phải mình chiến đấu với chính con thú trong người mình đâu, mà còn hai cái kẻ thù nữa kìa. Đó là thế gian rất quyến rũ và ma quỷ, mà sách giáo lý gọi là ba kẻ thù, viết tắt là ba thù. Nhưng chúng ta đừng chiến đấu một mình, có Chúa Giê-xu cùng làm. Và năn nói với Chúa, nếu Chúa muốn, xin giúp con thắng được cái cám dỗ này. Rất là hay, mình được tự do để lựa chọn. Mà khi nói lựa chọn thì ai dạy gì chọn cái xấu. Và khi đã chọn rồi thì phải hy sinh, đâu có thể gom hết. Đó, ba yếu tố khi nghe chữ lựa chọn là được tự do, lựa cái tốt đối với mình và phải hy sinh những cái còn lại. Mà như vậy mà cuộc đời rốt cuộc, cái gì là chính để lựa là hạnh phúc đời đời với Chúa. Và ít người lựa quá, ít người chọn lựa cái đó. Phải nói thật lòng như vậy, có ơn Chúa soi sáng mới thấy chọn lựa một cách quyết liệt được. Không lẽ hôm nay mới có bắt đầu mùa chay mà tôi hù dọa quá, cho nên thôi bây giờ không nói nữa. Mượn lại cái lời đêm hôm qua ông cha quản nhiệm sắp ra đi của mình, ông ấy nói, tôi đọc lại mấy câu cho nghe. Nghe xong hôm qua thấm thía lắm, nhưng quên rồi, phải nghe đi nghe lại cỡ 10 lần. Ông nói sức cho như thế, lên trên đầu đó, nhiều khi nó là tượng trưng, nhưng không, phải hiểu chữ sức cho khác gì với việc sát muối vào trong vết thương. Nó sẽ gây nên đau đớn. Và theo tôi, giống như cha Huỳnh, chúng ta có mấy cái thùng để nhận áo cũ đó, áo quần cũ. Xin đừng xé áo, để dành áo cho mấy cái hội từ thiện, mà xé cái lòng của mình ra. Lòng ta lâu nay gắn bó với tội lỗi. Tội lỗi ăn sâu, dính chặt, hầu như trở thành một phần của chúng ta. Đúng. Muốn dứt lìa tội lỗi, xé nó ra. Đau lắm, rát lắm. Hãy xé lòng ra khỏi những đam mê dục vọng bất chính mà ai cũng có. Đừng nghĩ rằng người này có, người kia không. Ai cũng có bản năng tự nhiên, ai cũng có hormone. Hãy xé lòng ra khỏi những thói tham lam của cải, vật chất, tiền bạc. Hãy xé lòng ra khỏi những thói ham mê để làm nô lệ cho danh vọng chức quyền. Hãy xé lòng ra khỏi những ham mê hạ cấp như ăn uống, nhậu nhẹt, cờ bạc. Hãy xé lòng ra khỏi những thói tự mãn, tự kiêu, cho là tôi biết, cho là tôi đạo đức. Biết bao thứ đã trở thành thân xác của mình, nó gắn liền với mình. Những quan hệ, những tiền bạc, những của cải, những chức tước, những danh vọng, những thú vui ăn chơi, hạ cấp, rồi những tự ái, những giận hờn, những ghen tị, những thù oán gắn chặt vào đời mình. Giờ đây phải can đảm xé nó ra, hãy lựa đi. Mùa chay là có dịp đó, biết rằng đau đớn lắm, vết thương sẽ nặng vô cùng, máu sẽ chảy nhiều lắm, nước mắt nữa. Nhưng khi đã cắt bỏ được hết những ung nhọt độc hại đó, linh hồn mới nhẹ nhàng, linh hồn mới trong sạch, linh hồn mới lớn lên trong tình yêu Chúa, vì được tràn đầy ân phúc và tình yêu. Đó là bài giảng tối hôm qua. Có ai nhớ được trọn vẹn vậy không? Tôi cũng không, nhưng tôi sao chép lại của ông ấy tôi dùng. Thưa quý ông bà, anh chị em, đây là thời gian mình nhắc nhau để lựa. Hôm nay tôi giật mình, tôi phải lựa liền. Ngay ngày đầu,
tôi đi xưng tội xong tôi về tôi thấy lòng nó lâng lâng, suýt nữa ủi vào gốc cột. Nói thật, suýt nữa ủi cột đèn ở dưới cái đường, chỗ đường sau. Đi xe hai bánh mà lòng cứ lâng lâng, lúc đó mới thấy là ngu. Có lâng lâng mấy cũng phải mở mắt ra mà chạy. Nhưng mà thật, khi đi xưng tội xong sao thấy nó nhẹ. Nhẹ lạ lùng. Cho nên thứ ba trong mùa chay, ngày mai là thứ sáu. Thứ sáu thì sẽ có đi đàn thánh giá. Đàn thánh giá xong tôi sẽ ngồi đó để ai xưng tội xưng trước đi. Đừng có đợi tới cái tuần thứ tư rồi mới đùng 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 đi. Lúc đó có người nói mấy tuần trước vách chưa ra tội. Thế ghê, tội mà phải vách vách vách. Ai cũng có tội hết đó, không ít thì nhiều. Kể cả những tội rất nhẹ, nhưng nó có thể trở thành thói xấu. Xin Chúa ban cho chúng con trong mùa chay biết lựa chọn. Xin cho chúng con chọn Chúa là một. Chọn ánh sáng, chọn hạnh phúc đời đời. Đó là những điều phải chọn. Đừng chọn những cái chống qua, nhất là những cái tối tâm phải giấu giếm, nhất là những cái gì làm cho lương tâm mình xấu hổ. Đừng chọn, phải tập. Con thú người ta còn huấn luyện được, bản năng mình cũng có thể tập được. Nhưng luôn luôn thưa với Chúa Giê-xu, thưa Chúa, nếu Chúa muốn, xin giúp con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Tùng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, xin đoái nhìn đến những lễ vật chúng con tiến dâng trên bàn thờ Chúa. Ước chi những của lễ này giúp chúng con được ơn tha thứ tội lỗi và biết làm rạng rỡ thánh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa ban cho các tín hữu Chúa hàng năm được hân hoan, đón chờ mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn đã được thanh tẩy, để khi nhiệt tâm thi hành việc đạo đức và bác ái, nhờ năng chịu các bí tích mà được tái sinh, thì các tín hữu Chúa đạt tới sự viên mãn của ơn làm con cái Chúa. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thần. Chúa là Thiên Chúa các đạo bi, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôi nâng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con, hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello, Đức Giám mục Phụ tá Donald Spruxton của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến linh hồn Martino Vũ Thái Huy, Giuse Nguyễn Trần Thế Long, Phêrô Nguyễn Văn Toàn, Anton Nguyễn Văn Ngũ, Maria Lê Thị Cân và linh hồn Thomas mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những vị đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cũng nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Thanh Sạch Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các thánh tử đạo nước Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Chúa dạy, chúng ta tin tưởng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an.
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
theo truyền thống tốt đẹp của cộng đoàn, mỗi thứ sáu trong năm tuần mùa chay, chúng ta có đi đàn thánh giá để tưởng niệm cái chết của Chúa vì yêu thương chúng ta. Năm ngoái chúng ta làm được tới tuần thứ ba, thì ngày 18 tháng 3 nó đóng cửa hết, cho nên chúng ta chịu thua. Sáng nay tôi vừa mới chui vào tòa giải tội ở trên nhà thờ chánh tòa, đang lân lân tự đắc, thì tự nhiên quỳ xuống cái ông cha, ông nói, "Hello, Father Hồng." Sao ông thấy mặt được tôi cũng không biết nữa. Nó quê lắm, muốn chạy ra lắm đó. Mà lỡ rồi, bây giờ chạy đâu nữa. Ông cha người Úc mà sao ông biết cái mặt của mình, cái mặt của mình xấu lắm, đâu cần đáng nhớ đâu. Mà ông sao ông thấy được, tôi không hiểu, bây giờ tôi thắc mắc, làm sao ông thấy được. Cái màn rồi đủ thứ kính rồi nó. Thôi không sao. Nhưng mà điều đó để tôi thông cảm. Có hồi mới tôi mới về đây nè, có một người giả bộ nghẹt mũi vô xưng tội. Năm đầu đó, cách đây 12 năm, tôi phạm một lỗi lầm rất lớn. Người đó xưng xong cái tôi nói, "Vậy chị Năm về bình an nha." Từ đó bà không đi xưng tội tôi nữa. Tôi không thấy bà Năm đó trở lại nữa. Bà Năm nào biết không? Nói thẳng ra luôn, Năm Thủy, em cha Thúy đó. Từ đó không có đi với tôi nữa. Về nói với mấy người khác là sao ổng biết tiếng tao. Tao đã nghẹt mũi rồi. Đúng là một chuyện vui, không có sao. Đây có, tôi tặng một câu chuyện này. Nó cũng hợp với giáo lý nhà đạo lắm. Có một nhà giàu kia có một cô gái rất chảnh. Thế ghê chưa? Cô rất tự cao, chê mọi chàng trai, không ai xứng với mình. Đến 25 tuổi, cô vẫn ở vậy. Ế, nhưng trong tư thế ngẩng cao đầu. Gớm chưa? 25 tuổi tình cờ đi theo bạn ghé vào một nhà thờ dự đám cưới, rồi phải lòng một anh ca viên trong một ca đoàn. Biết đâu là anh Hiệp hay ai đó. Hay là anh Mạnh. Trời ơi, đó, thấy chưa? Rồi yêu thật lòng, rồi rốt cuộc sau khi học đạo, bởi vì gia đình bên anh bắt cô theo đạo, cô không có đạo, cô học đạo rồi rửa tội xong làm đám cưới. Trời ơi, bên nhà chồng mừng quá, tặng cho vợ chồng cô một biệt thự sang trọng, một chiếc xe hơi điện Tesla, một số tiền rất lớn trong ngân hàng và rất nhiều kim cương hộp xoàn và nữ trang vàng bạc tặng cho cô dâu. Sau lễ cưới ít ngày, cô về thăm mẹ. Bà vừa mới gặp bà mẹ cô ấy khóc sướt mướt. Bà mẹ nói, "Sao kỳ vậy con? Hôm bữa đám cưới thấy sung sướng vui vẻ lắm." Cô khóc to lên, "Mẹ ơi." Bà hỏi, "Tại sao?" "Tại con mất mát nhiều quá." Bà nói, "Mày vô duyên mày." "Tại sao?" "Để hỏi coi, chồng nó biệt, nó bạc đãi con phải không?" "Dạ thưa không." "Ủa, vậy nó cướp căn nhà rồi phải không?" "Dạ thưa không." "Và nó lấy chiếc xe điện rồi phải không?" "Dạ thưa không." "Nó lấy hết tiền trong nhà hàng của ngân hàng của con." "Thưa cô không." "Mẹ hỏi gì đâu không à?" "Rồi nó lấy hết đồ trang sức của con." "Dạ thưa không." "Thế tại sao mày khóc?" "Tại vì con mất mát quá nhiều." "Mày mất cái gì?" "Mẹ không biết, ở bên đạo Công giáo người ta không được phép bỏ vợ." Ghê chưa? "Rồi yêu thương khi hoạn nạn cũng như lúc an vui, khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau, rồi tôn trọng và kính trọng yêu thương nhau suốt đời. Rồi nhất là họ nhân danh Thiên Chúa ba ngôi mà thề suốt đời yêu thương chăm sóc cho con mọi ngày cho đến chết." "Thế tại sao mày khóc?" "Đó, nếu biết vậy thì con đi tìm cưới sớm sớm khoảng 6 năm trước có phải lời không?" "Mất hết 6 năm rồi." Chuyện không có thật nha bác Nho. Có bác Nho ở đâu rồi? Đó, ở dưới góc. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận bí tích thánh thể là hồng ân từ trời ban xuống. Xin cho hồng ân này đem lại ơn tha thứ và ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc quý ông bà anh chị em ra về bình an. Tạ ơn Chúa. Xin cảm ơn và chúc ăn ngon ngủ kỹ. Nhưng mà tuần tới đó thì chúng ta tập hát trở lại với tư thế thứ năm.